Lời chỉ trích của ông Trump xuất phát từ việc một tòa án liên bang Mỹ vào ngày 13 tháng 7 đã buộc tội 12 nhân viên tình báo quân đội Nga tìm cách xâm nhập vào hệ thống máy tính của Mỹ nhằm thay đổi kết quả cuộc bầu cử tổng thống hồi năm 2016 theo hướng có lợi cho ông Trump. Chia sẻ trên tài khoản Twitter, Tổng thống Mỹ Donald Trump viết, những gì các bạn biết về 12 quân nhân Nga diễn ra dưới thời chính quyền Obama, chứ không phải chính quyền Trump. Tại sao họ không hành động gì hết? Máy chủ của Ủy ban Bầu cử Quốc gia Đảng Dân Chủ được đặt ở đâu? Tại sao FBI không điều tra máy chủ đó? Tuy nhiên, ông Trump không hề đề cập gì đến Nga, vốn bị cáo buộc tìm cách can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ bằng nhiều biện pháp khác nhau, như xâm nhập hệ thống máy tính, công bố những tài liệu chứa những thông tin không chính xác nhằm hạ uy tín bà Hillary Clinton để giúp ông Trump trúng cử.